Chào tất cả anh chị cô chú. Ngày hôm nay á thì bên nhà bảo tiếp tục này lên mẫu pin đến từ hãng Uta anh chị nhá. Rồi mẫu pin này á thì bảo lên được nhiều anh chị cô chú mình mua dữ lắm nhá. Mà nhiều anh chị cô chú mình cũng muốn á là xem bo mặt bên trong xem có lớn hay là không. Với lại là test chức năng sạc điện thoại xem có vào hay là không. Ngày hôm nay này, video buổi trưa ngày hôm nay, nhà bảo vừa khui nội thất cho mình cũng như á là test sạc điện thoại cho mình nha. Nếu mà anh chị nào trước đây mình mua một quả pin này thông thường như thế này thì sẽ không được tích hợp cổng sạc điện thoại đâu. Đó, bây giờ á thì pin thiết kế vô cùng á là tiện lợi luôn. Đó, nếu mà đi làm công trình này kia mình cũng không cần sắm thêm một quả sạc dự phòng làm gì. Đó, vừa tốn tiền nè, đó mà lại đem đi đó cần càng hơn, thì quả pin này anh pin Uta này anh tích hợp luôn, là vừa xài máy khoan, máy mài này, máy cắt, mà vừa sạc luôn cả điện thoại đi kèm luôn. Thì những anh chị cô chú nào mà mua pin này về á thì mình xài đa năng luôn nha. Đó, một mẫu pin mà xài chân pin phổ thông này, đó mình đo từ bên này sang bên này cho bảo đúng 4 phân nha. Thì ở nhà máy anh chị mình á, pin phổ thông á là đo hai chân này cũng là 4 phân, cắm vào xài máy bình thường nha. Rồi tiếp tục bảo sẽ tiến hành nè, đó test trên một con máy lớn nha, đó iPhone luôn. Rồi cắm sạc cho mình nè, đó bảo đang sạc nha, đã sạc nha, đó mình xài. Và những anh chị nào á mà mua về á, thì một công đôi việc luôn, xài máy mài, xài quạt pin này kia cũng như á là sạc điện thoại luôn. Rồi đi vào nội thất cho anh chị cô chú mình xem nha. Đó, một quả pin mà bo mặt thiết kế là đẹp cực kỳ luôn. Đó, nào là có đủ keo khăng nha, đó móc phép có cho mình hẳn 4 con này, đó nên là cho dòng xả vô cùng cao rồi. Đó mình thấy này, bo mặt lớn nha. Đó, chân này, mặt á thì bảo thấy á là nguyên cả khối mặt như này để mình xài ổn định hơn so với những mẫu pin mà mặt nhỏ xíu này thì mình mua 200 mấy 300 là đúng rồi. Mà mẫu này á thì bảo cũng có khui ra cho mình nè, đó cứ mỗi cell pin á là 2000 mAh, thì tức là quả pin này ba hàng gộp lên là 6 anh chị cô chú nha, 15 cell này. Đó, anh chị nào mà mua nha, đó có sẵn này, 15 cell này, chiều cao này 3, chiều dài 5, 5 x 3 đủ 15 cell 6A. Thì ngoài vỏ bảo thấy là hãng cũng có ghi là 8.5, nhưng mà thông số này hơi ảo anh chị cô chú nha. Thì có sao, bảo vậy thôi. Mặt khá đẹp nè, đủ keo khăng nè. Đó, rồi có báo pin luôn cho mình, tích hợp cổng sạc điện thoại luôn cho mình nha. Đó, anh chị nào mà mua về xài cực kỳ đà. Tiếp tục là cái phần vỏ gia công của pin này thì vừa có cả chống sốc này, chống rung cho mình nha, để mình xài ok hơn. Đó, vừa có một lớp su chống va đập, vừa có một lớp vỏ để chống nè, đó rơi vỡ này kia là hạn chế hơn để mình xài, chứ cố tình đem ra đập nó cũng vỡ nhá. Rồi mức giá anh pin Uta này 6A thôi nhá. Đó thì bảo báo cho nó đúng đúng pin. Rồi anh chị nào mua thì tất cả trên mỗi quả pin sẽ có dập chìm này, đó mà pin luôn nhá. Đó để mình tham khảo, xài pin phổ thông mình có thể xài cho máy mài này, ba chức năng này, máy khoan đục, vì pin đang bị dòng xả cao nên là mình xài được tất cả các dòng máy pin nha. Pin 6A 15 cell Uta kết hợp sạc điện thoại, mức giá rẻ bo mặt ngon nha, chỉ có là 350.000. Rồi anh chị cô chú nào á có nhu cầu xài một quả pin đa năng này, vừa kết hợp sạc điện thoại nè, đó vừa có thể xài cho tất cả các dòng máy pin, pin phổ thông trên thị trường nha, là mình mua cho bảo quả này, vỏ chống rung, chống sốc, chống va đập, mặt lớn này, mặt to, báo pin, giá 350.000. Thì anh chị nào á có nhu cầu liên hệ hoặc là tới cửa hàng nhà bảo
bảo cho xem nha. Rồi, mẫu này thì nhà bảo đang bán vô cùng nhiều, và nhiều anh chị cô chú mình yêu cầu á là khui bên trong thì bảo khui ra cho mình xem thôi. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video về lô pin nè, dòng xả cao Uta kết hợp sạc điện thoại 2 trong 1 ngày hôm nay tại đây, giá 350.000 thôi.